Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 124. Israel đáng nói: nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, khi loài người giấy nghịch chúng ta, khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượng sóng kiêu ngạo đã trôi trát linh hồn chúng ta rồi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta thoát khỏi, như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Phúc âm Giăng chương 1. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng: mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Người trả lời: không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai, hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến? Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng: nếu ông chẳng phải đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Giăng trả lời: về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây dài Ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta.
Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Văn lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai Văn lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang qua bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng: hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Văn nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: hãy theo ta. Và Philip là người Bethsaida đồng thành với Andrê và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Giô-sép. Nathanael nói rằng: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: hãy đến xem. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Nathanael thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói: lại thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chương 3. Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọt-nan người Giê-bu-sít. Salomon khởi xây cất nhằm ngày mùng 2 tháng 2, năm thứ tư đời người trị vì. Này là nền Salomon đã lập đặng cất đền của Đức Chúa Trời. Bề dài theo thước xưa là 60 thước và bề ngang 20 thước. Hiên cửa ở phía trước bề dài 20 thước y như bề ngang của đền vậy, và bề cao 120 thước. Người bọc bề trong bằng vàng ròng. Cái vách đền lớn người lợp bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây chà là và dây xích ở trên. Người lót đền bằng đá quý đặng trang sức nó, vàng là vàng phạt va im. Người lại bọc vàng cái đền, mè, ngạch cửa, vách và cửa của đền, còn trên vách thì chạm hình cherubim. Người cũng làm nơi chí thánh bề dài 20 thước y như bề ngang của đền, và bề ngang cũng 20 thước. Người bọc nơi ấy bằng vàng ròng, vàng dùng cộng đặng 600 ta lân, những đinh vàng cân nặng 50 siếc lơ. Người cũng bọc vàng các phòng cao. Tại trong nơi chí thánh, người làm hai cherubim cứ phép trổ tượng rồi bọc vàng. Bốn cánh của hai cherubim dài 20 thước. Cánh này của cherubim bên hữu dài 5 thước đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài 5 thước và đụng cánh của cherubim bên tả. Cánh này của cherubim về bên tả dài 5 thước và đụng đến vách đền,
còn cánh kia cũng dài 5 thước, tiếp giáp với cánh cherubim về bên hữu. Các cánh của hai cherubim đều xòe ra, cộng dài 20 thước. Hai cherubim đứng thẳng chân lên, ngảnh mặt hướng về nơi thánh. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên thêu hình cherubim. Đằng trước đền, người xây 2 cây trụ, bề cao 35 thước, đầu trụ ở trên chót 2 trụ được 5 thước. Người lại làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm 100 trái lựu mà gắn nơi dây xích ấy. Người dựng 2 trụ đó ở trước đền thờ, cây này bên hữu, cây kia bên tả, đặt tên cây bên hữu là Gia-kin và cây bên tả là Bô-ách. Chương 27. Lúc Sê-đê-kia, con trai Yô-si-a vua Giu-đa bắt đầu trị vì, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, ngươi khá làm lấy xiềng và ách cho mình, rồi để trên cổ ngươi. Đoạn, hãy gửi cho vua Ê-đôm, vua Mô-áp, vua của con cái A-môn, vua Ti-rơ và vua Si-đôn, bởi tay các sứ thần đến thành Jerusalem chầu Sê-đê-kia vua Giu-đa. Khá dặn họ tâu cùng chủ mình rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, các ngươi hãy tâu cùng chủ mình rằng, chính ta là đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta. Ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. Bây giờ, ta đã phó mọi đất này trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon, đầy tớ ta. Ta cũng ban cho những thú vật ngoài đồng cho người, đặng giúp việc người nữa. Mọi nước sẽ phải phục người, con người, cháu người, cho đến chừng nào phiên của nước nó cũng đến. Bây giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó phục. Nếu dân nào nước nào không hầu việc người, tức Nebuchadnezzar vua Babylon, và không trồng cổ mình vào ách của vua Babylon, thì Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ dùng gươm dao đói kém dịch lệ mà phạt dân ấy, cho đến chừng nào ta đã diệt chúng nó đi bởi tay vua Nebuchadnezzar. Ấy vậy, chớ nghe những tiên tri, thầy bói, kẻ bàn mộng, thầy thiên văn, thầy phù phép của các ngươi. Chúng nó nói với các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Babylon đâu. Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra và các ngươi bị diệt mất. Nhưng dân nào sẽ đặt cổ mình dưới ách vua Babylon và phục sự vua ấy, thì Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho nó cứ ở trong xứ mình, đặng cày cấy và ở đó. Ta theo mọi lời đó mà nói với Sê-đê-kia vua Giu-đa rằng, hãy đặt cổ mình dưới ách của vua Babylon, hãy phục sự người và dân người nữa thì các ngươi được sống. Cớ sao vua cùng dân mình liều chết bởi gươm dao, đói kém dịch lệ, như Đức Giê-hô-va đã phán về nước nào chẳng phục sự vua Babylon. Vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri nói rằng, các ngươi sẽ chẳng phục sự vua Babylon. Ấy là sự giả dối mà những kẻ đó nói tiên tri cho các ngươi vậy. Đức Giê-hô-va phán, ta chẳng hề sai chúng nó, nhưng chúng nó nói tiên tri giả dối nhân danh ta, hầu cho ta đuổi các ngươi và các ngươi bị diệt mất, nghĩa là các ngươi với các tiên tri đã nói tiên tri cho các ngươi. Ta cũng nói với các thầy tế lễ và cả dân sự rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, chớ nghe những lời của bọn tiên tri các ngươi, nói tiên tri với các ngươi rằng, này, những khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va không bao lâu nữa sẽ từ nước Babylon lại đem về. Ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối với các ngươi, đừng nghe chúng nó. Hãy phục sự vua Babylon thì được sống. Sao để thành này biến nên hoang vu? Song, ví bằng chúng nó thật là tiên tri và lời Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì nay hãy cầu thay nơi Đức Giê-hô-va vạn quân để cho những khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và thành Jerusalem khỏi sang qua nước Babylon. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy về các cột, biển, các đế tảng và những khí mạnh sót lại trong thành này, tức những đồ mà Nebuchadnezzar vua Babylon chưa khuân đi khi người bắt Jeconia
con trai Jehoiakim vua Giuđa cùng các kẻ cả trong nước Giuđa và thành Jerusalem, từ thành Jerusalem điệu về nước Babylon làm phu tù. Phải, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy về các khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giuđa và thành Jerusalem. Những đồ ấy sẽ bị đem qua Babylon và để lại ở đó cho đến ngày ta thăm viếng chúng nó. Bây giờ ta sẽ đem những đồ ấy trở về lại để trong chỗ này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-su Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.